Bài chiếc thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, ai sống theo Thánh Thần Thiên Chúa thì họ là con cái Thiên Chúa, vì anh em đã không nhận lãnh Thánh Thần nô lệ trong sợ hãi, nhưng đã nhận Thánh Thần của Ngài ngũ tử. Trong ngày chúng ta kêu lên Abba Lạy Cha, chính Thánh Thần cùng với thần trí chúng ta làm chứng rằng chúng ta là con Thiên Chúa. Vậy nếu là con thì cũng là người thừa tự, nghĩa là người thừa tự của Thiên Chúa và đồng thừa tự với Đức Kitô. Tuy nhiên, nếu chúng ta cùng chịu đau khổ là để cùng hưởng vinh quang, tôi nghĩ rằng những đau khổ ở đời này sẽ sánh với vinh quang sẽ được mặc khải cho chúng ta. Thật vậy, sự mong đợi của loài thụ tạo là mong đợi con cái Thiên Chúa được hiển dương. Các thụ tạo phải phục tùng cảnh phù vân, không phải vì chúng muốn như vậy, nhưng vì đấng đã bắt chúng phải tùng phục với hy vọng là chính các thụ
đến bây giờ, mọi thủ tạo vẫn cùng lên xiết và tầm quả như lúc sinh con. Nhưng không phải chỉ các thủ tạo, mà cả chúng ta là những người hưởng ơn đầu nguồn của Thánh Thần. Chúng ta vẫn lên xiết nơi chúng ta trong khi mong đợi ơn lành đến tự là sự cứu chuộc của thân xác chúng ta. Đó là lời Chúa. Thank you.
chúng ta trở nên những người con
tự do của chúng ta không sống trong tinh thần nô lệ, trong sợ hãi, nhưng đã nhận Thánh Thần để trở nên nghĩa tử, và trong Kitô chúng ta kêu lên Abba, Ba ơi, Cha ơi. Chúa Giêsu thương cho chúng ta như thế, và qua đó Chúa Giêsu dạy chúng ta thương thân thương với Chúa là Cha của Abba, giống như là đứa bé, giống như vợ anh tin thường thì vừa đã về an táng vừa bồng tập bé thế thì à, và dạy đứa bé kêu với bố mẹ, bố ba rất là gần bố. Thế thì thấy trong đầu con lô đó nó kêu với bác ta là Cha, và chính Thánh Thần với thần trí đã làm chứng rằng chúng ta là con Thiên Chúa, chúng ta là con Thiên Chúa. Vậy nếu là con thì cũng là người thừa tự, được thừa gia tài, người thừa tự của Thiên Chúa là đồng thừa tự với Đức Kitô. Chúa Giêsu đến trần gian này để nhân độ thế và ngài về cho, và ngài lôi kéo đám đông tất cả các anh em của ngài về cho. Cho nên hôm nay ông hôm nay hạnh phúc được rước về nhà Cha, và Thánh Phaolô triển khai: tôi nghĩ rằng những đau khổ ở đời này không thể sánh với vinh quang sẽ được mang hàng cho chúng ta. Có lẽ những năm tháng ông giáo tiến đến đây có thể đau đớn, thế nhưng mà những thời giờ này ông hoàn toàn thương thái thanh thản và sống cái kinh nghiệm mới thế nào là sống của Chúa. Thật vậy, sự mong đợi của loài thụ ta là mong đợi con cái Thiên Chúa được hiển dương, được viên mãn trong Chúa, các thụ ta tất cả ở đây, cho dẫu đang chịu cảnh phù vân, rày đây mai đó, sống đó chết đó, biết bao thử thách Covid-19 đang đe dọa, bão lũ đang vật vã, không phải chúng ta muốn như vậy, nhưng vì đấng ở mắt chúng ta phổ tồn với hy vọng là chính các chúng ta sẽ được giải thoát khỏi cảnh nô lệ sợ tư nát mà vào sự tự do vinh quang của con cái Thiên Chúa. Vì chúng ta biết rằng cho đến bây giờ mọi thù tạo vẫn cùng lên xiết, còn sống ngày nào trong thân xác hay chết này vẫn là lên xiết quần qua như lúc sinh con. Người phụ nữ vui mừng biết bao khi đứa con chào đời, và bà trải nghiệm thế nào là quặn đau khi sinh con, nhưng khi đứa con chào đời bà vui sướng biết bao. Không phải chỉ các phụ tạ mà cả chúng ta là những người nên siết nơi chúng ta trong khi mong đợi ơn là nghĩa tử, là sự cứu chuộc của thần gian chúng ta. Tôi có dịp tiếp xúc với ông bạn tôi về chiến tranh, nhất là khi ông cảm thấy đau đớn vật vã, cần những cuộc đến để trao đổi với ông, trò chuyện với ông, để thực hành các bí tích với ông. Và trong lúc đau bệnh như vậy, tôi thấy ông có cái điện thoại smartphone để ông theo dõi tin tức, nhắn thăm bạn bè, để liên hệ với người khác. Thế nhưng trong tâm tư của ông hốt lên là ông muốn thật là ăn năn mọi tội lỗi để tâm hồn ông được thực sự thanh thản bình an.
và cho những vật lộ của ông giáo với bệnh tật và những đau đớn kêu lan tỏa lên, thì những vợ con luôn vẫn luôn bên ông để nâng đỡ ông, để cùng an ông và nhân hạ, để chuyển hóa không còn đặt ra với một cách vô giá trị. Yeah.
Thank you.
Thank you.
xin loài thương trong giáo an tôn tiến định nhờ ban này được đạt tới tính bản điểm muôn đời Đức Kitô người làm tấm bày vì muôn đời. Amen. Anh chị em thân mến, ông giáo an tôn tiến định đã yên nghỉ trong bình an Đức Kitô, trong đức tin và niềm hy vọng được sống đời đời. Chúng ta phó thân ông an tôn cho lòng thương xót đầy nhân ái của Chúa là Cha chúng ta. Phải liên kết với ông an tôn bằng lời cầu nguyện để ông an tôn nhờ cái đức rửa tội đã trở nên nghĩa cử của Chúa. Đã nhiều lần được tổ chức cái bàn tiệc thánh, giờ đây cũng được nhận vào được tiệc dành cho con cái Chúa trên trời và cùng với các thánh hưởng phần gia nghiệp muôn đời Chúa ban. Chúng ta cũng cầu nguyện cho chính chúng ta giờ đây đang than van khóc lóc, một ngày kia có thể được cùng với ông An Tôn ra đón gặp Chúa Kitô khi chính người là sự sống của chúng ta xuất hiện trong. Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.